phim từ giờ trưa là hết. Bây giờ mình có gần 9 giờ. Các bạn ạ. Thế là vui rồi. Ông đi săn cây dạo này giỏi thế. Mẹ Hải bảo hết là tìm cây luôn chụp. Tìm được một cây cơ mà 20 triệu chẳng có. À. Đấy. Đi dạo đâu anh? Đây, ông báo giá cho khán giả xa gần biết đi. Thế nào? Tất cây này, bắt đầu từ cây này đi. 2,5 triệu. Cây mai. Cây mai là 2 triệu. 2 triệu, còn cây này? Cây là 3 triệu. 3 triệu. Ít tiền. Đấy, cái ít tiền. Cái nhiều tiền là cái đấy rồi. Đấy, cây này nghệ thuật cao đấy. Đang tầm hoa. Đang tầm hoa. Đấy. Thay hoa đây này. Hoa sau tím mầm hết. Mầm hết. Rồi. Cây này thay cái thay mỏng đẹp. Đang tầm hoa. Thay là cái thay mỏng đẹp. Bệ biết cái này. Đây đang tầm hoa hết rồi này. Tầm. Đường long dom chán nhỉ. 8 triệu 10 triệu đã mua và sau đó cộng 7 cho 17 triệu. Đấy. Đường á. Đây này. Cái xanh to to cũng có cắt lần rồi. À đi. 10 triệu đã mua, nó mua lên 17 triệu. Và mua lại gì? Cây của ai? Cây của em đi. À. Đấy cây này nói chuyện đấy. Sáng nay xuống đây tìm em sớm. À cường béo đấy. Nhìn thấy mà không thôi được, người ta có tiền thì thấy không có tiền. Cái này nhá, sao tiền đi ấy 2 triệu mốt rồi đấy, có nó khổ đấy. Vâng. 2 triệu mốt rồi đấy. Không làm giá được. Sáng nay xuống tìm sớm. Tiền thì chịu khó nhỉ. Cường béo với Thành. Cái này bao nhiêu thì bán? Cái nào ạ? Cái đất ông em còn nhà bằng cái này. Cái này ông chạy 6 nhé, tôi nhanh nhé. 1 triệu 8, 1 triệu 2 triệu. Đây nói 5 triệu với cả 5 triệu rồi. Sao được ra mỗi thứ thang. Cái nó đẹp mà, cái nó chụp to này 10 triệu. Ông cầm dùng cây lâu đời rồi. Biết rồi. Giá trị bằng thật luôn. Cây giá trị bằng thật luôn, chứ không phải cây bằng to bằng khố. Nói là biết. Thì em sẽ nhầm điện. Em là ông kính của nhà con trai con thế giới rồi. Thật là nhà làm cây ông mẹ quay tô ông kính tục. Đây em mất 30 triệu. Để anh đặt một số. Đẹp, hoa thì đẹp chết. Con giá nó ổn định rồi. Nó đẩy xuống tí này, xuống này. Nó hiếm đấy, okay. Nó già rồi mà anh nằm cắt giật hết ở ngoài đây xem này. Tay cắt giật hết này. Toàn cắt giật hết. Không mà nhiều. Cây làm kỹ lắm. Không mà cá mềm một lý lắm gì. Thơm nha, yeah. Thơm. Cây nhau mà sướng. Vừa đẹp vừa thơm đúng không? Thế này bán cái 3,3 triệu đây, thấp này, 3,3 triệu. Thằng quay bán như là thằng gì ở mang 3,3 triệu. Thấp đến đây thôi, 3,3 triệu. Đấy, có giá của nó. Nên ngọn này không bằng ngọn này. Bán cái 3,3 lên ngọn là số ngọn này. Cả hai tay dưới thôi. Cả chọn như đấy. Đấy em bán 3,3 đấy, không có ngọn đấy. Cả chọn biết này. Cái tranh nhau khốn khổ. Đây là cửa bất quả hơn cái con người thân. Cây này đẹp, cũng thật giá cũng mua, cây đẹp cũng rẻ. Thấp cũng đẹp. Cây đẹp mà rẻ giá cũng mua. Béo cũng đẹp, gầy cũng đẹp. Do cái thay bỏ chậu. Cái này chuẩn rồi. Cây rồi. Quảng vào là xấu mới đẹp đâu. Làm rất là điệu, rất là đầy. Đầy một tí ở đây nữa thôi là đẹp. Nó là một dòng này. Đây chất lượng. Đây chất lượng thật. Đích xám. Nó ổn định như này rồi, không múc hơi phí. Cây đẹp chậm là như thế này. Để phân anh Hải cái anh Hải hôm nay không thấy ra nhỉ, để phân anh Hải cái cây đi xa này đấy. Anh ra tay như thế này anh nhìn cây tư. Tay được rồi, ai bảo chia tay đâu, cái này không chia tay như nào. Cao, cao quá giờ đấy. Cái này bao nhiêu đó? Cái này 4 triệu. Cái này xin, cái cho không phải xấu.
đẹp mình đất quê, đẹp mình có giá trị. Đông vui không? Sướng. Đúng không? Em bồng kính cả nước biết rồi. Ồ, mày có bắt được sớm, bây giờ gần 9 giờ. Về đây chỉ biết bán mấy triệu rồi? Bán 5 triệu 2. Nhà này, 3. Nhà đồng chưa đâu. Không có không. Không có không. Thằng này là cháu nó phải. Mày làm thế nào? Chơi cái này hay này. Cái này cái nghệ thuật cao. Đấy. Cái này cho thay vào cái khay bỏng đẹp lắm. Cái này thì đưa đi dẫn là thằng kia giờ mày giả chậu là tổng. Đó nó là thay tổng khác. Đấy, nó cứ điểm lên nó bảo là ông chậu tổng. Cái cây đâu đi. Cái gần như cây nó xuống. Nó tâm hương là cái gì cái này. Cái này đẹp như thế này mà còn chưa đâu. Chạy bắp cùng vèo hết rồi. Làm bao giờ? Lâu lắm mới lại có cây vừa bán vậy. Họp chợ. Mấy hôm nữa ra có khi lại chả có. Thế có phải thôi rồi, nhanh nhỉ, nhanh nhỉ. Đấy, 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 đấy. Đấy, hết xe nơi rồi. Thoải mái mà. Xong rồi, nó lấy khoảng gần 1 triệu. Ông cũng mê cây mà thiện chí quá. Ok, 1 triệu bắt tay. Ông Nhạn lên đường, bây giờ ông Nhạn còn có hai cây này, có khi từ giờ trưa là hết. Bây giờ mình có gần 9 giờ. Các bạn ạ. Thế là vui rồi. Đấy. Lên đường rồi, mai lên đường rồi. Ông ấy đi. Cháu mà có tiền cho ôm cả hô ở đôi. Người đấy con này nhỉ? Anh đẹp, cái này mới là anh. Cái kia chỉ là mình thích nó thụ thôi. Cái dáng các bạn. Chẳng qua cái chậu nó cục mịch quá. Còn mà cho cái khay đá đẹp quá. Đấy, tí nữa để phần hải trang hải liệu có ra không? Nay muộn. Không ra thì thôi cứ lên lo gì bạn. Muộn lắm rồi. À nó là cán bộ. Cán bộ. Ừ. Cán bộ to. Con này là cái đường chuẩn. Chợ này có cây đâu. Không kể từ giờ đến dư giá từ đến trưa không có được mang về. Lo gì? À, thế này. Dạ. Cây kia ta vặn này chết mẹ cảnh rồi. Cành dưới. Biết rồi. Nhiều cũng đẹp. Cắt này còn cái mầm này ra mà. Nuôi là nuôi mầm mầm thì xinh đẹp hơn. Ờ, nó ấm đấy, đúng rồi, nó ấm. Mẹ. Hỏi ra ngay mà. Biết được cái gì hả chú? Cái hôm này quay cây 3-2 cây ngọn đẹp. Ăn chưa? Của ai? Hai cây một ngọn. Đã thơ cương toàn. Nó chuyển loại rồi, ông hỏi nó không nhớ được. Cái bằng này mà thấp này này. Nó quay xe, nó xe đi xong nó quay cây xung quanh này. Cây nào cho ông quay? Ta là xe hôm nào hôm vào cuối tuần ông vào cháu. Nó chơi thì giờ nó cũng đi rừng ở trên đấy rồi. Hôm nào rủ Hải về nhà chơi trong 3 anh em đi dạo. Vâng, nhất trí. Hôm trước ông bảo rồi mà bắt đầu cháu lại phải đi làm rồi. Về nhà tao không về được. Chỉ có cuối tuần thôi. Tao giờ mẹ già. Cháu cháu nó đông. Ăn uống bất tự nhiên. Cứ lên cháu mà phải ra quán. Ra quán. Hầu thôi đéo để vợ con rửa bát cho nó khổ ra. Quyền, tất để đéo. Đâu chủ chi đông nào. Hay là mua đồ lên mái cháu ngồi. Ngồi ngắm cây uống rượu. Sau là quấn vào thùng rác là ướt. Ăn uống cả đáng mong nhiên rồi. Đấy nhá. Ok không? Dạ. Phải một xíu cho mày nhá. Ok không? Trong mai đi quán nhá. Nhất trí. Nhất trí luôn. Rồi, chúc mừng ông giao dịch thành công nhá. Cháu phải đi làm đây. Đi làm đi.
hẹn gặp lại ông, trả tiền sau nhé. Lo chuẩn bị.